Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình xử lý, hồi nãy mình làm xong rồi mình mới sực nhớ tới quên giờ mình làm video. Mình quay mình chia sẻ cho mọi người luôn cách mình xử lý cái lá hồ điệp nó bị thối nhũn, hồi nãy nó bị thối một lỗ luôn. Mình làm xong cái mình quên làm video đi, giờ mình chia sẻ cho mọi người cách làm nha. Tại vì bây giờ trời mưa đó, nó sẽ hay xảy ra cái trường hợp bị thối nhũn mà nó bị lủng lỗ lỗ. Thứ nhất là do côn trùng chích này, thứ hai là chúng ta tưới phân mà chúng ta không xả lại đó thì nó bị cháy nắng đó. Thế nó sẽ khi nắng lên á thì hôm nay thì nó sẽ bị thối nhũn, thối ở giữa lá, lủng lá vậy đó. Thì để xử lý thì hôm nay mình có hùng nguyễn cho các bạn, mình xài hùng nguyễn. Các bạn có thể xài hùng nguyễn hoặc cồn cũng được, hoặc các bạn có thể xài nano bạc. Tất cả chúng ta đều lấy nguyên chất nha. Chúng ta lấy nguyên chất và chúng ta sẽ thấm nguyên chất chứ không pha nhé. Và bây giờ thì để xử lý thối nhũn thì các bạn nên có một miếng bông tăm. Các bạn có bông tăm lấy rễ tai thì càng tốt nha. Còn nếu không có bông tăm lấy rễ tai thì chúng ta xài mình có tăm có bông thì cũng được gọi là bông tăm. Chúng ta ve nó lại nè các bạn này. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng hùng nguyễn và mình sẽ thoa đều mặt trên mặt dưới luôn nha mọi người, nhỏ và thoa đều mặt trên mặt dưới luôn nha. Hồi nãy mình sử dụng rồi, mình làm rồi nhưng mình quên quay video mất tiêu đi. Mình tại vì mình nghĩ mùa này thì sẽ rất nhiều bạn mà gặp phải cái trường hợp như thế này, cho nên mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn. Vì nếu các bạn thấy kênh của mình hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nha. Vì kênh của mình là chỉ chia sẻ và kết nối đam mê. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là mình không có bán phân thuốc nha mọi người. Là các bạn có hỏi mua đó. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý nhá. Cái vết thối này thì hồi nãy nó bị thối nhiều lắm mọi người. Đó, mình sẽ xoa đều. Mình trước tiên là mình dùng cái cục bông tăm đó các bạn. Mình đâm lủng lỗ giống mình đâm đây này mọi người này. Không biết các bạn có nhìn thấy rõ không ta? À đó, đâm lủng lỗ này này các bạn này. Đâm lủng lỗ và mình sẽ thấm thuốc đều hết nhá. Hùng nguyễn này mình xài nguyên chất nhá. Và thấm đều hết mặt trên mặt dưới luôn mọi người. Mặt dưới lá cũng mình cũng làm y vậy luôn nha mọi người. Đó, các bạn thấy không? Nãy mình làm rồi đó. Giờ mình thoa lại để mình chia sẻ cho mọi người xem thôi. Nãy mình quên đi. Đó, các bạn dùng cái cây tăm, các bạn thấy cái lỗ tăm mình đâm không? Mình như thế thì là cái lượng thuốc mình xài mình nó sẽ thẩm thấu được vào bên trong đó mọi người. Và kế tiếp đó là bên cạnh nó có mấy cái lỗ lủng nhỏ nhỏ luôn. Mình sẽ làm như thế luôn nha. Nhưng mình không chỉ dùng cái cây tăm này nữa, mình bỏ đi và mình dùng cây tăm khác. Vì là mình lại làm cái tăm khác, vì cái đó chỗ mình làm đó là chỗ vết thối nhũn. Cho nên nếu mà mình làm ở chỗ đó nữa thì nó sẽ lây lan. Mình sẽ xài một lần thôi và bây giờ mình sẽ xài cái chỗ khác thì mình nên làm một cái khác nha. Hùng nguyễn nó sẽ đốt cháy luôn đó các bạn. Nó sẽ đốt cháy luôn. Các bạn làm như thế này và cắt nước hoàn toàn 5 ngày không tưới nha. Những cái vết này thì nãy mình làm hết rồi, mình xử lý hết rồi nhưng mình tự nhiên mình lại quên quay video đi. Xong mình sực nhớ tới hôm trước có một bạn hỏi mình là lá hồ điệp mà bị thối hoặc bị lủng cái lỗ nhỏ nhỏ bị đen đó thì mình phải xử lý như thế nào, thì mình chia sẻ luôn cho mọi người. Đó, đây này, nãy mình đã chấm hết ở dưới rồi, các bạn cứ để như thế này 5 ngày không tưới thì nó sẽ khô hoàn toàn và nó sẽ khỏi thôi. Đó, mình sẽ chấm mặt trên và mặt dưới, nhưng các bạn nhớ là đục một cái lỗ lủng ra nha, đục cho nó lủng ra để cho lượng thuốc chúng ta thấm thì nó thẩm thấu ở bên trong á, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ thẩm thấu hết ở bên trong. Các bạn có, mình chia sẻ lại lần nữa nhé, các bạn có thể xài hùng nguyễn nguyên chất luôn hoặc oxy già, à xin lỗi, cồn nguyên chất luôn mọi người, cồn chứ không phải oxy già nha các bạn, hoặc là nano bạc, dung dịch nano bạc này nguyên chất luôn, mình dùng nguyên chất luôn nha, vì mình chỉ thấm tại chỗ vết thương chứ mình không ấy nhá. Bây giờ mình mời mọi người ngắm bông hoa này. Chậu này là chậu hồ điệp mình được tặng, hôm bữa mình đã nó làm video mình nói rồi đó. Mình mua trên mạng 4 chậu và được tặng một chậu này á các bạn. Các bạn thấy không? Lúc người ta tặng cho mình là nó chưa có bông đâu.
nó đang có bông mà nó bị vậy đấy. Nó có bông cũng có thể nó thu hút ruồi vàng á mọi người, cho nên nó bị côn trùng chích là chuyện bình thường mà. Đó. Đẹp không các bạn? Hoa rất là đẹp. Hôm trước có một bạn hỏi mình là cái vòi hoa hồ điệp nhà bạn có lá chứ nó có lá nhưng mà nó không có hoa. Bây giờ đó mình có chia sẻ các bạn cứ xịt siêu kali á, hoặc 19 năm 31 17 á các bạn, là nó sẽ đẩy vòi hoa lên thôi, không sao. Chỉ cần có vòi hoa thì nó sẽ phân bố nụ hoa thôi các bạn ạ. Đó. Màu sắc cũng rất là, buổi sáng nó lên màu đẹp lắm. Màu sắc hôm nay trời nó âm u, nay 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 bão á mọi người, cho nên là nó âm u đó, chứ không là rất là đẹp luôn. Mình cầm cái tay quay mình nhìn lên cậy, nó dài lắm các bạn, phải dài gần 1 mét luôn á. Mấy cái mắt này này ít bữa nữa mình cắt ở trên, hoa trên nở tàn hết mình sẽ cắt ở trên và mình sẽ tưới phân kích những cái mắt, chỗ cái kẽ lá này nó sẽ ra hoa nha mọi người, cứ yên tâm nha. Chúng ta cắt, nếu khi nào hoa tàn cắt bỏ, không có cắt bỏ nhé, chỉ cắt bỏ từ đây xuống á. Từ đây xuống là phần còn lại chúng ta sẽ tiếp tục làm hoa chơi. Như thế thì chơi hoa quanh năm. Các bạn thấy hồ điệp nhà mình không? Nó bị bệnh. Và bị bệnh này thì côn trùng chích thật đấy, người ta tặng mình là vì nó bị gãy lá, hư hết lá này các bạn, nó bị bệnh á. Cho nên họ tặng cho mình đó. Họ kèm họ tặng theo chứ mình không có. Và vậy bây giờ được 3 tháng rồi này. Lúc lúc mình mua trên mạng về mấy cái chậu kia, còn chậu này tặng là vòi hoa mới nhú được có tới đây thôi các bạn ạ. Nó mất sức rất nhiều, mình trồng lại thì rễ cũng bám rất là khỏe rồi. Mình trồng giá thể đơn giản lắm. À, than và vỏ thông kết hợp với nhau thôi chứ không có gì hết đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Chúc mọi người luôn thành công với những đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.